Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Ở video trước, nhóm review đã giới thiệu với các bạn một ứng dụng của kit ENP 8266 EZ. Đó là ứng dụng Smart Config để kết nối kit ENP 8266 EZ và điều khiển thiết bị qua mạng LAN. Giới hạn của việc điều khiển thiết bị qua mạng LAN là bạn sẽ chỉ điều khiển được ở trong một phạm vi ngắn. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu với các bạn một ứng dụng khác của kit ENP 8266 EZ. Nó sẽ giúp cho các bạn có thể điều khiển được thiết bị ở bất kỳ đâu, chỉ cần có mạng Internet. Ứng dụng này thì sẽ kết hợp với một app Blink ở trên điện thoại. Đây, đầu tiên để làm ứng dụng thì các bạn tải app Blink từ CH Play. Các bạn có từ khóa Blink. Ở đây thì mình đã cài đặt, các bạn cài đặt về. Sau khi tải về, các bạn mở ứng dụng Blink. Giao diện ban đầu của ứng dụng Blink ở đây sẽ có là đăng nhập, tạo tài khoản mới và đăng nhập với Facebook. Ở đây mình đã, nếu các bạn chưa có tài khoản thì các bạn kích tạo tài khoản, nhập email và password vào đây, xong đấy bấm đăng ký. Ở đây mình đã tạo tài khoản rồi, mình tiến hành đăng nhập. Đây, sau khi đăng nhập thì bạn sẽ có là dấu cộng để tạo project mới, các bạn bấm tạo project mới. Đối với kit ENP 8266 EZ với Blink thì các bạn sẽ chọn nó là kit. Đây. Chọn kit. Đây, các bạn đặt tên project ở đây, ví dụ mình đặt là EZ. Chọn kiểu kết nối là kết nối Wi-Fi, bấm OK và bấm Create để tạo. Sau khi tạo thành công một project mới, các bạn bấm để chọn thêm một nút để điều khiển relay. Đây, các bạn sẽ set up nút như sau, để trên nút mặc định là button. Trên kit EZ đã ra sẵn một chân relay ở chân 5, các bạn chọn chân, chọn pin digital chân 5, bấm continue. Này là chọn mức logic, khi bạn nhấn nút sẽ chuyển từ mức 0 sang mức 1. Thì đây mình để là chuyển từ mức 0 sang mức 1. Ở đây sẽ chọn là, chọn nó là dạng là nút nhấn hay là công tắc. Thì các bạn chọn là switch là công tắc. Ok. Tiếp theo, ở đây đối với ứng dụng Blink thì nó sẽ có một cái mã. Các bạn sẽ bấm vào đây thì ứng dụng Blink sẽ tự động gửi mã đấy về email của bạn, email bạn đã đăng ký, hoặc là bạn có thể copy ở đây. Ở đây mình chọn copy. Đấy, xong. Sau đấy các bạn sẽ tiến hành code ENP 8266 EZ. Đây là phần code chúng ta sẽ nạp cho ENP 8266 EZ. Thì ở đây chúng ta sử dụng một số thư viện này. Bộ thư viện này thì đã có sẵn khi mà ta cài ENP 8266 rồi. Ta chỉ cần chú ý đến ở đây là cái mã mà ứng dụng Blink gửi cho chúng ta. Các bạn sẽ chọn nó gửi qua email hoặc là copy trực tiếp đấy. Thì các bạn sẽ paste nó vào đây, paste nguyên mã đấy vào đây. Và một cái nữa là ở dưới này các bạn sẽ nhập vào đây cho mình là cái tên wifi nhà bạn. Và đây là mật khẩu wifi nhà bạn. Sau đấy các bạn tiến hành nạp code xuống cho ENP 8266 EZ thì vẫn như lần trước là các bạn sẽ chọn bot, chọn cùng con. Rồi các bạn tiến hành nạp code xuống. Sau khi quá trình áp đặt thành công thì các bạn cũng tiến hành như lần trước là các bạn gạt nút chọn chế độ và reset lại. Sau đây các bạn bật monitor để quan sát. Đây thì ENP 8266 sẽ báo là nó đang connect với mạng wifi nhà bạn. Và sau khi connect thành công nó sẽ báo địa chỉ IP này, báo version này, báo cái cloud mà nó kết nối vào này, và báo cái tốc độ mạng ping ấy. Thì sau khi ENP 8266 EZ kết nối thành công, các bạn sẽ tiến hành quay lại app Blink, mở app Blink lên vào cái project trên này chúng ta đã tạo và nhấn nút play ở trên góc đây. Các bạn sẽ
tiến hành bật tắt thiết bị. Ở đây mình đang bắt wifi, mình sẽ tắt wifi đi và bật tắt thiết bị bằng 3G cho các bạn xem. Đây, sau khi tắt thì nó sẽ kết nối lại với server. Đấy, sau khi bật 3G lên thì tốc độ của mạng nó sẽ hơi bị chậm một chút, tại vì điện thoại mình sóng ở đây cũng kém, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ đáp ứng hơi chậm một chút thôi. Đây, đây, đấy chứ. Ngoài việc cài đặt bật tắt trực tiếp bằng nút bấm, các bạn còn có thể Blink còn cung cấp cho ta một cái tính năng rất là hay, đấy là tính năng hẹn giờ. Thì các bạn cũng bấm vào đây, các bạn chọn timer, thì ở đây các bạn sẽ thấy này, ở đây mình sẽ có hình lại chân này sang chân khác, để tí mình chọn bật tắt chân nào. Ở đây các bạn sẽ kích vào, đây các bạn sẽ kích vào timer này, sau đấy các bạn kích vào bộ timer này, các bạn chọn pin này, tương tự như bước khi nãy mà chúng ta làm với bật tắt bằng nút bấm, các bạn chọn này, digital pin 5, continue, chọn bật từ 0 đến 1. Đây bạn sẽ hẹn giờ là bạn muốn nó bật từ lúc mấy giờ và tắt vào lúc mấy giờ, thì các bạn sẽ set khoảng thời gian ở đây, ví dụ bây giờ hiện giờ đang là 17:37 thì mình sẽ set demo cho các bạn là 17 giờ. À, 800 là bật lên và đến mười bảy giờ 8:05 thì sẽ tắt đi. Ok, sau đây các bạn như này chạy lên và đợi. Đây mình sẽ theo dõi thời gian, đây bây giờ là 17:37:40, chúng ta sẽ đợi. Đây, bây giờ là 17:38 và delay của chúng ta đã đóng. Đây, sau 5 giây thì delay sẽ tự động tắt đi. Đây là một tính năng rất hay của ứng dụng Blink. Các bạn có thể hẹn giờ một thiết bị bất kỳ lúc nào và thay đổi khoảng giá trị hẹn giờ bất kỳ đâu, rất tiện dụng. Đây, bây giờ mình sẽ đấu thực tế của nó với tải, với sử dụng để đóng cắt bóng đèn AC. Thì đây, mình cấp nguồn 220 qua delay ra bóng đèn. Đây, ở đây các bạn có thể quan sát là điện thoại của mình là đang sử dụng là 3G, không hề có wifi. Đây, mình sẽ tiến hành bật bóng đèn. Đây, tắt, bật, tắt. Như vậy với ứng dụng Blink và kit SV8266 Easy thì các bạn hoàn toàn có thể điều khiển bóng đèn này ở bất kỳ đâu, khi mà chỉ cần các bạn có sử dụng mạng 3G. Đây là một ứng dụng rất là hay của SV8266 Easy. Video giới thiệu về kit SV8266 Easy và ứng dụng Blink của nhóm review đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.